Trời gió mát là chị đẹp nói máy bay bay không à. Thôi kêu máy bay ghé rước hai chị em mình đi chơi coi. Ôi không đi rước đi chơi rồi. Ai gì? Người ta nói bên tay là mình phải leo trên cây mình ở. Mình ở trên cây vậy nè, cắt một cái chọi trên cây ở. Trời đã luôn. Thì đó thì đi ngang cứ gặp Úc Lan ra ngồi nữa mai em dở. Nè chút đó không cần chạy đi gặp Úc Lan. Ừ. Tối chút lại ra trước á. Trước nó đi ăn mà. Nó đi dạo phố nó chạy qua quán dạ. Kim Lon á. Cái con gì nó cắn nè. Bác nó cắn nè, nó không cắn. Cắn nó không cắn. Nó cắn chỗ nào vậy? À. Cắn ngay trong mắt đường hết. Kỳ quá. Máy bay đâu mà bay quá trời luôn ha. Mát dễ sợ luôn. Trời gió mát là chị đẹp nói máy bay bay không à. Thôi kêu máy bay ghé rước hai chị em mình đi chơi coi. Ôi xuống đi rước đi chơi rồi. Ai gì? Người ta nói bên tay là mình phải leo trên cây mình ở. Mình ở trên cây vậy nè, cắt một cái chọi trên cây ở. Ở được không trời? Được. Trời mới nghe cắt cái chọi trên cây nữa. Ê mà cái cây này cắt cái chọi được nè. Tại nó có cái tán mà giống như cái bàn tay vậy đó. Gáp cái đòn đó. Cái đó kìa. Cái đó là chỉ cha thôi là thành cái trời rồi. Đồ, mình phải gác thì rồi chị ngủ ở đâu? Đóng cái vạt ngang rồi leo nó ngủ. Thì đó. Cái này cũng được nè. Cái này nó bằng phẳng nè, dễ làm. Có. Cái cây này nó cong vòng à. Cái cây nó thẳng kìa. Cây nó đâu thẳng. Trời trời, ở dưới đất còn chưa xong bây giờ tính chuyện lên cây cất nhà ở. Thì bỏ chạy. Không mà có nhiều cái cây cắt nhà ở được nghe. Dạ hả? Ừ. Nhưng mà cái cây này á ở không được. Nguyên do là nó giòn dữ lắm. À. Nó giòn dữ lắm. Nó giòn khấu à. À. Mấy cái nhánh mày mé mé ngoài á mà nó nhỏ nhỏ đứng là nó dễ bị gãy lắm. À. Chứ cái cây này mà cắt cái nhà ở chảnh ở đã luôn. Gió mát. À. Bắt quá nữa về già không chỗ nào ở kiếm cái cây nào cắt đại ở chảnh luôn cho rồi. À. Nhà tổ chim. À. Mát thiệt, máy bay bay mát thiệt. Gió mát là chị đẹp kêu máy bay không à. Công nhận mát rồi. Mát ha. Tối có về ngủ sớm không? Mấy giờ? Mấy giờ ngủ? Đi đảo một vòng chạy về ngủ thôi. Rồi đi ăn bún xong là đi đảo một vòng nữa về ngủ á hả? Ừ. Rồi hỏi thiệt nghe qua bún qua bán ngon không? Ăn được. Ăn được phải không? Ăn được là nếu mà chị đẹp chấm ăn được là người khác ăn sẽ ngon. Tại chị đẹp là có cái tâm hồn ăn uống là rất quyết chấm điểm. Ừ. Đó là số 1. Số 1 luôn. Bữa nào ghé ăn nữa không? Thôi mua về nhà ăn chứ ai mà ngồi đó ăn. Sao vậy? Mình mua không phải mình mua trong bọc lắm ha. Ừ. Mình kêu người ta đưa đũa mình ra đường mình ngồi mình ăn sướng hơn. Ờ. Muốn ăn ở ngoài dưới hè vậy hả? Ờ. Sao vậy? Thấy hot girl bán bún dưới bộ mặc đồ hấp dẫn quá không dám ngồi hay gì? Không phải. Đó chị đẹp biết hot girl đó không? Biết. Hot girl đó làm sao? Cũng dễ thương vậy cơ. Vậy mà em không nói, vậy mà em biết chị đẹp biết hot girl nó là gì? Chuyển hại. Hay lắm. Chị đẹp nhìn cô biết má mày thấy đồ chợ vô đầu mày không ơi. Thôi đồ đồ đèn lại sập lại đó. Không có được chữ người ta. Hay chị đẹp hay không? Chị đẹp lại một lần một chị đẹp biết liền thấy không? Có nhiều khán giả nói ta liêm lại ăn chỗ đó ghét ta thấy người đẹp. Lại ăn hoài. Đó chị đẹp trả lời cho cái nhà thấy rồi đó. À cái bà bán cái theo mới dễ cưng lắm á. Dễ cưng sao? Ở trong chợ Mỹ Xuyên có nhiều người biết chị lắm không? À. Thì sao? Có nhiều người hỏi Thanh Liêm sao không quay đẹp hay gì thời gian trước rồi bả đâu rồi. Có nhiều người buôn bán ở chợ hỏi bà đẹp đâu mất tiêu rồi không thấy không quay nữa.
Bữa nào tao đổi gió tao đi ra chợ Long Xuyên tao bán thử coi. Thích vô chợ Mỹ Xuyên hả? Ở trong vui không? Vui. Kể nghe coi bà bán thịt heo trong bà dễ cưng là sao? Kể nghe thử coi. Bà dễ cưng á, bà bán thịt heo. Ừ. Mà bà về trường hợp nào? Đi ngang là bà kêu lại bà mua số hay bà cho tiền? Bà kêu đi ngang mà kêu bán rồi bà xách vào bà chém á. Nó giỡn không à. Này đã trời ơi. Trời 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 đừng nói nghía cái cây tính làm nhà trên cây thiệt nha trời. Ngồi nghía cái cây hoài luôn nè mấy cái tán cây đẹp nè quý vị đó. Làm đó. Nhà trên cây ở. Đó, ngày mai số mấy kìa. Cho tao số. Bà cho cái gì số gì mà mua rồi mệt quá ai mà biết số vậy. Làm cái cầu thang đi lên cây vậy nè. Ừ làm cầu thang xong lại tao dựng cái cầu thang tao đuổi đi luôn. Tao có. Chứ làm sao? Mình làm trên thân cây nè. Làm sao? Làm cầu thang đi lên đó hả? Ừ. Là trong một cái cây như vậy nè, ok rồi, đâu. Rồi ok. Ông làm sao có được cái cầu thang với cái nhà ở chân đó đó. Rồi đi sao? Thì đi từ đây đi lên, chừng nào mà ăn cốp nó lỡ á. Nó muốn ăn cốp á. Nó khỏi càng leo lên luôn. Leo cầu thang mà. Không có. Chứ sao? Nó kêu cà thợ cưa á. Lại cưa cái gốc kìa nè, ngã xuống lấy luôn cái nhà luôn. Xách luôn cái cây để lên xe tải nó đi luôn. Dưới đất giờ hết muốn ở, giờ leo lên cây ở rồi. Bị đuổi giết rồi, giờ sợ rồi, giờ muốn lên cây ở luôn rồi. Còn nghiệp không? Hồi đó á, lúc mà cầu chưa sửa lại á, ở bên mấy cái mang cầu á, ở dưới nó có mấy cái be ra vậy nè, là vừa đủ cho hai vợ chồng ở luôn mấy cầu này nè. Nhưng mà sau này khi cầu sửa lại với người ta không có cho người vô gia cư lên đó ở nữa, ngủ nó rất là nguy hiểm. Ban đêm mà lỡ mà ngủ mà lăn nó lọt dưới luôn á. Chứ lúc trước là ở mấy cái mang cầu này nè quý vị, ở mấy mang cầu Hoàng Diệu, cầu Di Tăng là có người ngủ dưới trơn nè. Ừ, nói cái chuyện đó là cũng lâu dữ lắm rồi, 20 mấy năm về trước á. Chứ sau này ta không có cho ngủ kiểu đó nữa. Chứ không để cho người vô gia cư đi lang bạc. Ai ai? Gì? Tính hỏi cái gì nè? Hỏi cái thằng gì đó. Gì? Lê Huy hả? Không. Gì? Gia Lạc hả? Ờ bé Gia Lạc á, lâu lắm không thấy lận. Gia Lạc đi học mà, cỡ này nó lì lắm. Gia Lạc lì lắm. Nó gần qua lớp 6 rồi, bây giờ nó ngạn lớn lì cứng đầu. Mê chơi game, mê chơi đá banh. Mà đặc biệt cái nó giống chị nghe, nó thương chó lắm. Nó cưng chó vậy lắm. Chị đẹp nay bị khan tiếng rồi, võ kía ơi. Tao lên nãy cũng có yêu cầu chị đẹp hát tặng khán giả mà chị đẹp khan tiếng rồi. Hờ. Ngọc đẹp là con chim hờ. Trắng gò công. Quá tiền ha. Qua mở số đi. Không. Đợi sáng rồi bán luôn. Sáng bán ha. Thường thường bán chợ nào đó nghe coi. Đi vòng đường nhà đó đi xuống. Xuống đâu? Có đi. Chợ Mỹ Xuyên hay là chợ Mỹ Phước? Ai mà biết chợ Xuyên hay Phước gì? Chợ dưới đường nhà em hay là chợ ở trong đây? Chợ nhà ở đó. Rồi đi vô trong có cái chợ phải không? Đó là chợ Mỹ Xuyên. Lội vô trong bán là dài, vậy là gai gì mà bán hết luôn á hả? Trời, cũng hay ha. Trời, có bữa đi tới trưa luôn. Vậy là quá giỏi rồi. Ok, ok. Có cái chị khán giả kia kìa, chị nói chừng nào mà chị có về, chị chạy xuống đây chị thăm chị hả? Hoàn cảnh chị cũng đi bán ý số nhưng mà chị thương chị lắm.
hôm Tết chỉ có lì xì tiền cho chị đó. À vậy đó, để chừng nào có dịp chị về nhà chị ở dưới Vĩnh Chinh, Vĩnh Thạnh nè, Thốt Nốt với á. Hiện tại giờ chả đi, chỉ đang đi buôn bán làm ăn ở bên Long An. Nên chị nói hôm Tết mà chị tính lên thăm mà do là... Vậy thôi mình đi xuống nhà chị chơi đi. Bà ơi, chị đi Long An làm ăn rồi. Mình xuống nhà chị chơi đi. Chị đi Long An làm ăn rồi, nếu mà chị còn dưới là đưa chị xuống chị thăm chị cũng được. Chị bị tật mà chị đi làm, chị đi bán, chị bưng chải đồ. Chị rất là thương chị á. Nó nhìn ngọc đẹp, chị rất là thương. Ngọc Nguyễn Nguyễn. Nhà quá nhà rồi, YouTube mẹ hồi đăng chắc bị sập sàn quá. Dính nhạc nhiều quá. Buồn ngủ rồi. Ngủ sớm gì trời. Nhưng buồn ngủ rồi. Buồn ngủ thiệt chứ luôn hả? Ôi ơi, thôi gán vài phút nữa đi. Gán vài phút nữa cho bên đây nó đủ clip mình về. Cho tặng bài vậy nè. Ca nhẹ nhẹ thôi, tặng khán giả bài nhẹ nhẹ thôi. Trời, nhạc đây ở đây ca nữa, đâu được. Mình ca bài gì buồn ngủ á. nhạc đây, ở đây nhạc nữa không được. Cạn bài coi. Về đi em đừng ngủ dậy chưa. Dậy ra coi đang mớm ra pha. Má ơi, có gì bầm mà bồi thiếu buồn thiếu. Dậy ra đi người ta đâu nấu cơm chưa. Dậy cho ba mẹ bữa cơm chưa. Có gì mà nằm buồn thiếu. Dậy ra coi lòng hến đâu chưa. Kể người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy ra coi hàng mắm rau hoa. Dậy ra coi hàng nướng rau hoa. Có gì nằm buồn theo buồn thơ. Dạ, cảm ơn chị Trần Thúy nha. Đó, khán giả nó thương chị đẹp lắm á, mấy chị đẹp gắn lên. Luôn thương chị đẹp và ủng hộ chị đẹp. Thả cho like coi, thả tim coi, rồi chào khán giả đi về luôn. Rồi, Thanh Liêm cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Cái buổi chia sẻ hôm nay thì Thanh Liêm thời gian sắp tới sẽ cố gắng mỗi ngày phục vụ những video về chị đẹp cho khán giả. Thì lúc trước thì chị đẹp đi, rồi sau đó cái thời gian đó là Thanh Liêm đi cùng mấy anh em nhiều quá, cũng ít có chia sẻ. Một phần là vì Thanh Liêm muốn phát triển cái kênh fanpage của Thanh Liêm á. Bây giờ mình suy nghĩ rồi, mình cũng chạy đi chạy mãi hoài cũng vậy thôi, chừng nào nó đạt được đến thì nó đạt, thì mình cũng vẫn tiếp tục mình làm. Nhưng mà khi nào fanpage nó đủ điều kiện thì lúc đó thì mình mới cố gắng nhiều hơn nữa. Chứ bây giờ mình cứ cố gắng mình đi hoài mà mình thứ nhất là làm phiền anh em, và thứ hai nữa là khi hữu sức cũng chưa có được tốt. Cho nên thì Thanh Liêm thời gian sắp tới mình cũng sẽ cố gắng quay lại YouTube nhiều lên chút để chia sẻ cho khán giả đã thương yêu kênh cũng như là thương yêu chị đẹp. Đặc biệt là khán giả rất là thương yêu chị đẹp đó, thì Thanh Liêm sẽ chia sẻ đều đặn mỗi ngày về cuộc sống của chị đẹp cũng như là hai chị em. Thì mỗi ngày Thanh Liêm sẽ cố gắng đúc kết tạo những cái video cho nó có cái hiệu ứng một chút xíu quý vị. Đó, thì sắp tới thì anh em hai chị em cũng đã có cái tính rồi, sẽ cho chị đẹp sụt xuống 10 kg. Xong cự trời, không nói hả vậy? Chị mà sụt ký xuống là chị đẹp liền á. Sụt nói không? Hả? Sao vậy? Chụp nói hả? Trời ơi, buồn ngủ dữ trời. Tới chuyện luôn, thôi chào con giả đi. Ừ, tạm biệt cả nhà nha.